vẫn liên quan đến Việt Nam dư luận xôn xao việc mua bán 600 căn biệt thự thời Pháp Hà Nội đột ngột tuyên bố dừng bán Chính quyền thành phố Hà Nội vào chiều ngày 19 tháng 4 đột ngột thông báo dừng bán các biệt thự cổ có từ thời Pháp trước năm 1954 và lý do để ra soát sau khi nhận được các thông tin phản ảnh trước đó hai ngày báo chí trong nước loan tin Hà Nội rao bán 600 căn biệt thự cũ thuộc sở hữu nhà nước nhằm tạo vốn cho việc đã cải tạo chỉnh trang tái thiết khu nội đô lịch sử với các công trình nhà cổ, biệt thự cũ, các công trình kiến trúc. Cũng theo báo chí, trong nước có căn biệt thự được rao bán trên mạng với giá khoảng 516 triệu đồng một mét vuông, tương đương với 165 tỷ đồng ở ngay trung tâm Hà Nội. Dư luận trên mạng xã hội đặt nhiều câu hỏi về việc các căn biệt thự này sẽ được bói bán cho ai, tiến bán biệt thự sẽ được sử dụng minh bạch như thế nào. Trong cuộc họp báo vào chiều ngày 19 tháng 4, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, Mạc Bình Minh cho biết, Quỹ nhạc biệt thự thuộc sở hữu nhà nước chủ yếu được hình thành khi thực hiện chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa về nhà ở, công tư hợp doanh, nhà vắng chủ và năm trên địa bàn quận Hoàng Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ. Các biệt thự cũ do nhiều công ty kinh doanh, nhà quản lý và hộ gia đình cá nhân thuê, theo thống kê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội, thành phố có 970 nhà biệt thự có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước. Theo đó, Hà Nội có 207 biệt thự thuộc danh mục không bán do nằm ở trung tâm chính trị Ba Đình, đang cho doanh nghiệp thuê rộng hơn 500m2. 600 biệt thự đang bán dở dàng, đề nghị tiếp tục bán mới bổ sung một. 164 biệt thự đã bán trọn biển số nhà cho hộ dân theo quy định sẵn mốt, tập trung tại khu đội cứng Trung Tự, Vĩnh Hồ. Trong 600 biệt thự thuộc diện bán có 5.686 hộ ký hợp đồng thuê và đã bán được gần 5.000 hộ. Hiện còn 713 hộ đang thuê ở trong những căn biệt thự chưa bán. Do đó, trong phần bản mới đây, thành phố đề xuất tiếp tục bán những căn còn lại trong danh mục 600 căn nhà. Hiện không rõ thành phố có tiếp tục ra bán các biệt thự cổ này không và nếu có thì bao giờ.